Đây là một thằng cố anh em nhé. Là thằng cố bò. Trên này không còn nhiều nữa đây. Tôi sẽ thử anh em xem ngon không. Bác mình ăn rất ngon luôn. Tôi phải lái xe không nên là ba anh em đây là một bữa mà mấy ly rượu nữa thì chẳng có gì ngon này. Bát này mà xuôi thì chắc phải 100.000 rồi. Cố đây rất rẻ. Anh em ăn 30.000 cũng được. Tôi hơi tham được qua bát 40.000. Đây là miếng cắm cố này, cắm cố bò này. Không ghê đến nỗi như anh em tưởng tượng luôn. Ngon thế này, có da, có thịt này. Đấy. Ngon thế này mà, còn gì mà ghê mà không ăn được. Tôi nhìn thấy các bác nhìn đông mình thì ăn rất là ngon luôn. Da rất là ngon. Ngồi đi, ngồi đi. Bà bác, bà bác.